rất là đẹp, cho nên cả nhà mình sẽ đi trung tâm thương mại và để sẽ đi chơi. Cái cầu huyền thoại cây cầu này có cả 100 năm rồi đấy. Cầu nối từ đảo qua đất liền. Cây cầu này là nối từ đảo qua đất liền của Montreal, đảo Montreal. Cũng tồn tại cả 100 năm đối với cây cầu này rồi. Kéo dài nối liền giữa đảo và đất liền của Montreal. Đây mình sẽ quay cái rung lên cho các bạn. Đây là khu vui chơi. Lên cầu nhé.